Family Tours, công ty du lịch bằng xe bus qua các danh lam thắng cảnh đẹp nhất của nước Mỹ và Canada. Oregon, Washington, New Mexico, Colorado, Wyoming, Calgary, Alberta, Canada, Yellowstone, Mount Rushmore, White Sand National Monument, Carlsbad Cavern, Glacier National Park và nhiều danh lam thắng cảnh khác. Family Tours, nghỉ ngơi tại các khách sạn tiện nghi và sang trọng, hướng dẫn viên nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đang có nhiều tour đặc biệt trong năm 2018. Family Tours, 9938 Bosa, Gốc Brookhurst, phòng 214 trong khu công Tấm Thành. Family Tours, 714-775-8842.